Ông Nguyễn Văn Thân, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Ninh, Quảng Bình cho biết, cô giáo Nguyễn Thị Phương Thủy đã được đưa người nhà đến bệnh viện trong tình trạng tâm thần không ổn định, lúc tỉnh lúc mê, nói năng không lưu loát và bị xây xước ở trán. Các bác sĩ cho biết sau khi thăm khám, bệnh viện nắm được thông tin khi vụ việc phạt em học sinh 231 cái tát ở trường bị xã hội lên án. Cô Thủy có dấu hiệu bị stress nặng. Người nhà nói cô Thủy đập đầu vào tường, nghi là tự vẫn. Bệnh viện đã tích cực cấp cứu như tiêm thuốc an thần, truyền dịch. Hiện tại bệnh viện đang theo dõi và bệnh nhân Thủy được xếp ở phòng bệnh xuất xa, hạn chế tiếp xúc với người ngoài. Trong khi đó, tiếp xúc cử tri cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định ngày hôm qua, người đứng đầu ngành giáo dục Phùng Xuân Nhạ khẳng định, việc cô giáo dùng hình phạt cho học sinh tát học sinh 231 cái tát tại Quảng Bình là hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo. Bản thân ông Nhạ cũng rất buồn khi trong ngành xảy ra hiện tượng như thế. Quan điểm của bộ là không thể chấp nhận trong đội ngũ những giáo viên này. Bộ trưởng cũng khẳng định sẽ tiếp tục khảo sát đánh giá xem căn nguyên thực sự của tình trạng bạo lực học đường là gì để có những giải pháp phù hợp và căn cơ hơn.